Tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang. Xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bộ chính trị nhận thấy Đối với đồng chí Hoàng Trung Hải, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty Gang thép Thái Nguyên. Những vi phạm khuyết điểm nêu trên của đồng chí Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân đồng chí đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác đóng góp của đồng chí đối với Đảng, nhà nước, căn cứ quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải bằng hình thức cảnh cáo. Đối với đồng chí Triệu Tài Vinh, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Đồng chí đã có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, có em gái vi phạm trong kỳ thi nêu trên. Sau khi bị phát hiện, đồng chí còn né tránh trách nhiệm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên theo quy định của Trung ương Đảng. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Triệu Tài Vinh đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí. Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm Căn cứ quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Triệu Tài Vinh bằng hình thức khiển trách.